Trước hết tôi xin lỗi bản thân mình. Thời gian qua thì tôi đã chịu rất là nhiều cái mất mát. Nói lời sau cùng trong phiên tòa sáng 1 tháng 3 năm 2024, xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Đặng Thị Hà Ni, 47 tuổi, là luật sư, nhà báo đã nhiều lần ngập ngừng. Trong phiên tòa hôm nay thì Viện Kiểm sát họ có quyền cho nên tôi cũng không dám tranh luận lại. Tuy nhiên trong hồ sơ thì có rất là đầy đủ. Nếu Viện Kiểm sát nói rằng là tôi không có nhiều cách để phòng vệ thì ngay thời điểm đó tôi cũng đã nói là dịch rồi. Và trong quá trình giam tôi hơn một năm thì các cơ quan tố tụng chỉ làm việc với tôi 2 lần. Và lần làm việc thứ hai khoảng sau đó 5 tháng kể từ ngày bắt thì tôi có nói rất rõ là tôi có gửi đơn cho cơ quan công an yêu cầu ngăn chặn cái việc bà Hằng nói tôi phản động để nhằm mục đích là không gây tổn thương cho bản thân tôi, cho gia đình tôi và cũng không gây ảnh hưởng tới cơ quan nơi tôi công tác. Nhưng Viện Kiểm sát vẫn nói là tôi có nhiều cách thì tôi cũng không biết cách nào nữa. Theo cáo trạng, ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Đặng Thị Hà Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hà Ni để phát buổi livestream có tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?". Theo kết luận giám định, buổi livestream có những nội dung phát ngôn thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Tại cơ quan điều tra, bà Đặng Thị Hà Ni khai nhận sẽ chỉ có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng do bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm về bà Hà Ni trước đó. Nói lời sau cùng tại tòa, bà Đặng Thị Hà Ni mong muốn hội đồng xét xử xem xét toàn bộ sự việc, hoàn cảnh của bị cáo để đưa ra bản án thích đáng. Tôi chỉ mong là hội đồng xét xử xem xét toàn bộ cái vụ việc, xem xét toàn bộ hoàn cảnh của tôi. Một bị cáo khác trong vụ án này là ông Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, cũng là luật sư. Cáo trạng nêu trong 8 buổi ghi hình, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, ông Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube Luật sư Trần Văn Sĩ đã phát ngôn những nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông Huỳnh Uy Dũng, 62 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và bà Nguyễn Phương Hằng trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu. Tại phiên tòa, ông Trần Văn Sĩ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đưa đồng với xử, tôi cũng rất thấm thía cái phân tích của các vị kiểm sát viên và tôi một lần nữa thì xin chân thành nhận những cái sai lầm, những cái vi phạm của mình. Và đối với tôi gần nửa thế kỷ mà lao động cống hiến vậy đó thì một năm mấy qua đối với tôi nó quá kinh khủng và rất mong hội đồng xét xử xem xét các cái đề nghị của luật sư để có sự chiếu cố tôi là lớn tuổi và bệnh tật. Xin hết. Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, hội đồng xét xử vào nghị án và sẽ tuyên án vào 16 giờ chiều 1 tháng 3 năm 2024. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan phiên tòa trong các bản tin sau.